Chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Kỹ thuật Cam Sành. Chào bạn, đây là cây cam sành đang trong cái thời điểm phù hợp để chúng ta tiến hành là bấm đọt. Để chúng ta tiến hành là lấy một cái cơi tiếp theo cho nó đồng loạt. Thì khi cái cây của mình nó ra đọt đều vườn khoảng cỡ 80% đọt, nó nhú đều vườn, thì đây cũng là cái thời điểm phù hợp là chúng ta sẽ tiến hành là bấm đọt để lấy cơi, giúp cho cái cơi tiếp theo nó đồng loạt và nó đều. Khi mà chúng ta tạo được một cái cơi đồng loạt nó đều thì quá trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và vì sao cái quá trình làm bông và để trái nó cũng phù hợp hơn. Thì trong quá trình chăm sóc á, thì chúng ta đi dinh dưỡng đầy đủ định kỳ. Khi mà lá nó chuyển lụa rồi nó nhú đọt đều như thế này thì chúng ta có thể tiến hành bấm đọt rồi. Và đặc biệt là đối với những cái cơi quan trọng như cơi thứ 3, thứ 4, thứ 5 thì khi các bạn bấm đọt á, thì chúng ta tiến hành là lấy cho nó nhiều đọt. Khi mà cây của mình nó nhiều đọt á, thì lúc đó cái bộ tàn của mình nó nhiều, về sau là cái khả năng mang năng suất nó sẽ cao. Thí dụ đối với cái cây mà phù hợp nhất á, là khi cái đọt nó còn non á, nhưng mà khi lá nó nở lụa đều như thế này thì khi chúng ta bấm đọt á, thì nó nhú sẽ chậm hơn, nhưng mà khi cái mầm nó nhú ra rồi thì nó sẽ lên nhanh. Thế cho nên là tùy theo cái tình hình vườn, khoảng cỡ 70-80 hoặc là 90%, hoặc là tùy theo cái lực cây, nhưng mà trên khoảng 80% khi mà đọt nó lên đều á, thì khi các bạn tiến hành là bấm đọt thì cái quá trình lên nó sẽ rất là ổn. Còn đối với cái thời điểm này, do cái cây đọt này là cái cây đọt bỏ đó các bạn, cho nên là các bạn thấy này ha, đó, gầy và kiến nó tấn công, tuy nhiên mà không có ảnh hưởng gì. Đối với cái đọt này tiến hành bấm bỏ thôi, cho nên là không có sao hết. Còn trong cái thời điểm mà trước hoặc sau khi bấm đọt để tiến hành lấy cây mới thì cái vấn đề là xử lý cỏ rất là quan trọng. Khi các bạn quản lý nó sạch cỏ thì cái liếp nó khô ráo thông thoáng. Trong quá trình đó thì chúng ta tiến hành là tưới phân, tưới thuốc thì cây nó dễ hút và đồng thời là cái cây nó không bị quá ẩm. Nếu ở thời điểm mà lấy cây đọt mùa mưa này đất nó quá ẩm thì cây đọt của mình đôi khi nó sẽ yếu. Cho nên là các bạn cần phải tiến hành là quản lý cỏ. Cỏ chúng ta cần phải tiến hành là quản lý sạch như vậy các bạn. Các bạn tiến hành phun ở thời điểm lá lụa cứng. Đó, giúp cho nó sạch cỏ, cái liếp nó khô ráo thông thoáng. Rồi sau đó là sẽ tiến hành là cân bằng pH để tiến hành là lấy cái cây cơi mới cho nó thật là ổn. Thì trong đất lúc nào nó cũng có phèn á, như các bạn cũng sẽ thấy đây, những cái vị trí này nè đều là phèn hết. Phèn nó có thể tan ra hoặc là nó hực lên, mưa nhiều nó tan phèn ra thì cái cây của mình lấy cơi đọt nó không có ổn. Cho nên là trước khi tiến hành lấy một cơi mới á, cái vấn đề xử lý phèn nó rất là quan trọng. Khi mà các bạn xử lý phèn tức là cân bằng được cái giá trị pH nó nằm ở mức trung tính từ 5 tới 7, hay còn gọi cách khác là xử lý phèn đó, thì lúc đó cái cây của mình nó hút dinh dưỡng mạnh. Các bạn cứ đi dinh dưỡng vô bình thường thì cái cây nó vẫn hút được và cái cây nó vẫn khỏe. Nó có thể chống chọi được với những điều kiện bất lợi là như mưa nhiều, ẩm độ cao. Còn đối với cái biểu hiện mà ở thời điểm này, nếu như cái cây của các bạn nó bị phèn thì lá già nó sẽ bị ngà vàng vàng, cái đọt ở trên thì nó sẽ phát triển không tốt, cái những cái đọt phía trên nè nó ra nó sẽ có cái màu không có cái màu xanh mà nó mỏng lá nữa, nhìn từ xa các bạn thấy cái màu vàng chanh á, hoặc là ở thời điểm này cái gốc nó không có chảy da, nó không có nở thì nó cũng là cũng cái tình trạng phèn nữa. Còn đối với để bị tình trạng phèn nặng ở thời điểm mà lấy cây đọt đa phần là nó sẽ rớt lá chân, mà khi rớt lá chân á mà các bạn tiến hành là tưới phân định kỳ để lấy cơi đọt á, thì cái bộ rễ nó sẽ xì, cho nên là ở thời điểm đó là không có tưới phân được thì cơi đọt nó sẽ ốm đó, cho nên là tiến hành là xử lý phèn cân bằng pH trước khi mà chúng ta tiến hành lấy cơi đọt nó rất là quan trọng. Như những cái cây này nè các bạn thấy ha, tình trạng lá nó xanh đen, lá xanh như thế này là chứng tỏ đầy đủ dinh dưỡng cho bộ rễ nó khỏe. Mình luôn ưu tiên cho nhà vườn là tiến hành là dưỡng rễ đối với cây này. Đây, ở thời điểm này thì sẽ tiến hành là bấm đọt thôi, bấm những cái cây, những cái đọt cao ở phía trên giúp cho bộ tàn nó ra thật là nhiều và đều. Còn sau khi tiến hành bấm đọt thời điểm mùa mưa này thì các bạn sẽ tiến hành là phun bệnh để chống hạn chế sị mủ và vết bấm, và đồng thời là rửa bệnh ở trên lá già. Ở trên lá già thì lúc nào nó cũng có một cái lượng nấm bệnh ở trên đó các bạn. Ví dụ đối với cái này đi, như những cái này nè là trên lá già nè, nấm bệnh nó luôn có trong đây nè. À, này là những vết bệnh nó chưa có khô nè, do mưa nó sẽ phát triển lại.
cho nên là nấm bệnh nó sẽ nằm ở trong đây. Mà khi lá non lên á, thì nấm bệnh này nó bò lên, nó tấn công lên, nó tạo điều kiện mạnh cho cái nấm bệnh nó phát triển. Tại vì nó có một cái nguồn có sẵn, cho nên là sau khi tiến hành bấm đọt đó, các bạn phun chống suy mủ và đồng thời là diệt nấm bệnh có sẵn trên lá dài như thế này, thì lúc đó cái cây của mình nó sẽ khỏe, chúng ta sẽ quản lý nấm bệnh nó dễ, nhất là bệnh ghẻ. Còn cái vấn đề nấm bệnh đối với cái vườn mà cỏ nhiều ở thời điểm này, ví dụ cái cây của mình còn nhỏ mà chúng ta tiến hành để cỏ nhiều, thì đa phần cái quản lý cái bệnh ghẻ thì nó sẽ hơi khó hết các bạn. Tại vì bệnh ghẻ nó sẽ lưu tồn ở trong cỏ, cỏ nó tạo ẩm độ cao liên tục luôn, tức là nằm ẩm hơi nước nó cứ bốc lên hoài đó, tạo điều kiện thuận lợi cho nó tấn công, thì cái cây nó sẽ dễ bị ghẻ hơn. Cho nên là trong thời điểm này thì các bạn nên tiến hành là quản lý cỏ đi, làm sạch hoặc là phun đó, thì biện pháp khác nhau nhưng mà chúng ta phải quản lý cỏ. Còn đối với cái đọt này nè, các bạn thấy ha, mấy con gầy nè nó phát triển rất là dữ nè. Còn đây là những con kiến lửa nó cộng sinh với con gầy, do con gầy nó hút nhựa, nó tiết ra cái chất thải có vị ngọt, hoặc là nó hút nhựa ngay vị trí đó, nó xì nhựa của cây ra có vị ngọt, thì những con cưng kiến lửa này nó ăn. Chủ yếu là những con kiến lửa này, cái chuỗi thức ăn của nó là thịt hay các bạn, protein, ví dụ côn trùng này kia hoặc là thịt. Tuy nhiên mà nó cần một cái lượng đường nhất định, do đó là nó sẽ sống cộng sinh với những con này. Cơ thể mình cũng vậy, ngoài cần thịt ra thì vẫn cần đường, con kiến nó cũng vậy. Đây là cái cơi đọt không có tiến hành lấy, cho nên là không, nhà vườn không có tiến hành là phun, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà khi chúng ta tiến hành lấy cây đọt thì phải phun định kỳ, giúp cho cây đọt của mình nó khỏe. Khi các bạn quan sát thấy nè, tay đất này ha, những cái phần đất á, nó rất là tơi xốp, đất nó tơi xốp như vậy nè, thì cái bầu ghẻ lúc nào nó cũng phát triển tốt chứ nhé. Và để đất được tươi xốp như vậy thì chúng ta phải xài những chất dinh dưỡng đầy đủ, kích ghẻ mạnh, và đồng thời là phải có những thành phần chất hữu cơ cân bằng được cái giá trị pH đất, thì cái phèn nó sẽ được rửa ra, thì từ đó cái nền đất của mình nó sẽ tươi xốp. Qua thời gian, qua những cây đọt thì cái nền đất nó sẽ tốt hơn. Đó, quan trọng nhất là cái vấn đề mà trong mỗi lần tưới phân tưới thuốc thì các bạn phải xử lý cải tạo được cái nền đất. Nếu như cái nền đất của mình nó sạch, nó ổn định, hoặc nó được cải tạo sau mỗi lần chúng ta tác động vào, thì cái cây nó sẽ phát triển tốt về sau. Còn nếu như mà chúng ta tác động vào mỗi lần mà cái nền đất nó không thay đổi được á, hoặc nó thay đổi rất ít á, thì về sau cái cây nó sẽ bị suy. Nhất là cái tình trạng mà những cái cây 3-4 năm đó, lúc đó là cái phần rễ của mình nó ăn sâu. Khi rễ nó ăn sâu xuống thì nó đụng những cái phần đất nén dẻ dưới mà trước đó chúng ta xử lý không được, thì cái cây nó sẽ suy. Những cái đọt này gầy rất là nhiều các bạn. Những con bọ chấm chấm này nè, là những con bọ đa phần nó đẻ ra những cái con bọ mà có gai gai nhỏ nhỏ đó, nó sẽ tấn công được cái cây á. Con bọ này thì nó phân biệt bọ có lợi và bọ có hại dựa vào cái số chấm. Như bọ có lợi như nó mười mấy chấm đó, mình cũng quên rồi. Tuy nhiên nó cũng là cái con thiên địch, nó ăn những con sâu gầy. Con ong này nó đang đi bắt mấy con gầy. Trong thời điểm mùa mưa này thì cái vấn đề quản lý ghẻ rất là quan trọng, cho nên là khi phối thuốc thì các bạn nên phối đầy đủ thuốc trị nấm trị khuẩn, hoặc là chọn những gốc thuốc mà vừa trị nấm vừa trị khuẩn luôn, thì chúng ta quản lý hiệu quả cái vấn đề ghẻ. Khi mà quản lý hiệu quả cái vấn đề ghẻ thì lúc đó cái cây của mình nó khỏe, và đồng thời là phải quản lý hiệu quả cái vấn đề là sâu dễ bùa. Như những cái lá này các bạn nè, thấy sâu dễ bùa nó tấn công đây đó, sâu dễ bùa tấn công tạo điều kiện cho ghẻ nó đi theo sau, ghẻ nham do nấm. Cho nên là phải quản lý tốt cái vấn đề sâu dễ bùa nữa. Còn vấn đề nước trong thời điểm mùa mưa này thì các bạn nên lưu ý là chúng ta phải tiến hành tháo nước ra nếu tình trạng mưa nhiều hoặc là ngập nước. Đừng để phần nước nó dư quá nhiều ở trong cái mương vườn hoặc là cái clip của mình, nó sẽ tạo ra cái điều kiện thuận lợi cho cái phèn nó dâng lên, pH nó giảm thấp xuống, hoặc là nấm bệnh tấn công. Cái vấn đề nấm bệnh tấn công đó các bạn, tức là khi cái cây của mình rễ cây nó ngập nước thì cái rễ cây nó sẽ phản ứng ra, nó tạo ra một cái chất axit hay là một cái mùi đó để chống lại, tức là hô hấp trong điều kiện yếm khí không có oxy đó, bị ngập nước đó, thì nó tạo ra một cái mùi
từ cái mùi của rễ cây nó phát tán ra những cái vi sinh vật hoặc là quẩn hoặc là những cái nấm phẩn xung quanh đó, nó sẽ nhờ cái mùi đó nó tập trung vào, nó tấn công vào cái rễ cây đó, thì từ đó gây ra cái tình trạng là thối rễ do bị ngập nước. Cái đó là nguyên nhân chủ yếu. Nếu như mà cái cây của mình nó bị ngập nước mà xung quanh không có nấm phẩn thì nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Tuy nhiên mà khi ngập nước rồi thì nó tạo ra cái chất, rồi khi mà cái chất nó lan truyền ở trong nước, những con nấm khuẩn xung quanh nó tấn công, nhất là nấm Fusarium vitop. Nó cũng tương tự như cái vấn đề mà khi chúng ta ở trên biển mà chúng ta bị đứt tay này kia đó, máu chảy ra thì cá mập nó có thể đánh hơi được từ nhiều km rồi nó bơi lại nó tấn công, nấm khuẩn nó cũng vậy. Cho nên là trong thời điểm mùa mưa này, kiểm tra clip đừng có cho cái clip của mình nó bị động dụng thì sẽ ít ảnh hưởng đến tình trạng là thối rễ. Thì những cây cao, những cây nào mà mô cao thì nó ít bị thối rễ là nguyên nhân đó các bạn. Nước thông thoáng thì nó thoát ra được tốt thôi. Rồi còn cái vấn đề mà thối rễ là như mình vừa nêu lên cái nguyên nhân đó, chủ yếu là cái cây nó tiết ra một cái chất rồi nó dụ dẫn dụ là những con kia. Rồi đó là một số chia sẻ ngắn để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật tận vườn, thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.